Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các một chiếc xe đua rất là đặc biệt mới nhất về tại Cửa Nghiêng. Chiếc xe được kết hợp giữa khung nhôm và khung được kết hợp giữa nhôm và carbon các bác nhé, và càng carbon được trang bị cấu hình của Tiagra, một chiếc xe rất đặc biệt mới về tại Cửa Nghiêng. Bây giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc KHS Fly 720. Để ý trên khung thì các bác có thể thấy những mối hàn của khung nhôm, và phía bên dưới đây kết hợp giữa những đường vân carbon, khung carbon các bác nhé, đường vân carbon. Vâng, trên khung cũng ghi xe được trang bị bộ khung của 6 khung nhôm 6061 alloy và carbon các bác nhé. Đấy, trên khung có ghi đây. Đem lại cho xe là vừa có sự khỏe khoắn của khung nhôm mà dẻo dai của khung carbon. Cái đường vân carbon này các bác có thể thấy xe rất là đặc biệt. Đây, những đường vân carbon. Còn những chỗ trắng này có thể là nhôm ấy nhé. Xe có tông màu trắng. Điểm nhấn là những đường vân carbon rất là đẹp. Đây, đường vân carbon này đi cùng với những chỗ mối hàn của khung nhôm. Lần đầu tiên em về một chiếc xe đặc biệt như này. Xe được trang bị yên hiệu Physics. Physics là một hãng làm phụ tùng rất là đắt tiền. Chủ chốt đã nâng cấp lên chiếc yên này. Xe được trang bị 10 tầng lip các bác nhé. Và cổ đề của Subaru Tiagra. Là đĩa của tia ở ra. Và đùi đĩa của tia ở ra luôn các bác nhé. Có quá trình sử dụng là chữ tia ở ra đã mờ đi rồi. Nhìn kỹ vẫn nhìn được. Phốt của Uno các bác nhé. Uno là một hãng làm phụ tùng cũng rất là nổi tiếng. Đây là logo của chiếc xe. Xe được sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Subaru Tiagra, 10 tốc độ và hai tốc độ bên đĩa cho xe 20 tốc độ các bác thay đổi. Về phanh trước. Càng carbon nữa nhé. Carbon này. Được vân carbon càng rất là mới. Thông số vành và lỗ là 700 x 25C. Vành 700, cỡ lốp là 25C, cơ bản của dòng xe đua. Vâng, bây giờ xe đi vào đo chiều cao xe đứng của xe. Xe có xe đứng là 52, ngang 53 các bác nhé. 1m65 đến 1m75 đi với chiếc xe này, tương đương với size M. Xe trang bị 10 tầng lip. Bây giờ sẽ vào đánh giá chuyển động. Lên lip, xuống lip,
nó rất tốt thôi chứ. Của chuyển động của Tiagra. Đùi đĩa 2 tầng của Tiagra. Gạt đĩa Tiagra luôn. Lên đĩa. Vâng, rất tốt. Anh quay rất là bòn. Vâng, và em vừa giới thiệu ông chiếc KHS Fly 720. Một chiếc xe cùng được kết hợp giữa chất liệu nhôm và carbon. Cả carbon và bộ chuyển động của Tiagra các bác nhé. Chiếc xe được bán tại gần em mức giá là 10.800.000 với phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác tâm nhắn tin Zalo 0975709903 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại của em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.